Xin được chuyển sang một thông tin khác. Phòng khám khoa Nam học Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 32 tuổi tới khám với lý do đau nhức âm ỉ, tinh hoàn ở hai bên. Bệnh nhân cho biết trước đó thì người mách bôi kem đánh răng có thể chữa khỏi bệnh nên đã thực hiện theo. Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn là nhiều nam giới thì đang thiếu kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản. Trong đó thì lại e ngại tới việc đến các cái cơ sở khám chữa y tế mà tự chữa bệnh tại nhà. Và đây có thể nói cũng là một nguyên nhân khiến cho nhiều người phải nhập viện. Cụ thể, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, chủ nhiệm khoa Nam học và Y học giới tính Trường Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân bị xuất tinh sớm, nghe bạn mách bôi kem đánh răng lên đầu bộ phận sinh dục sẽ kéo dài thời gian quan hệ. Tuy nhiên, hai hôm sau, người đàn ông thấy tinh hoàn phải sưng to, kèm sốt nhẹ. Bệnh nhân đã đi khám và điều trị khắp nơi, dùng rất nhiều thuốc nhưng tình trạng vẫn không mấy cải thiện. Lúc này, bệnh nhân mới đến khoa Nam học và Y học giới tính để khám. Sau hơn 2 tháng điều trị, bệnh nhân đã giảm triệu chứng đau tới 90%, sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân đã trở về mức bình thường. Các bác sĩ cho biết nam giới đang thiếu kiến thức trầm trọng trong vấn đề về giới tính và sức khỏe sinh sản. Nguyên nhân là do hiện nay các chương trình về giáo dục sức khỏe sinh sản cho nam giới, mặc dù đã có từ lâu, nhưng những chương trình dành cho nam giới thì khá ít. Trong khi đó, ở hầu hết các cơ sở y tế, chuyên ngành nam khoa, nam học lại chưa có. Hiện ở Việt Nam chỉ có một số ít các bệnh viện có chuyên khoa nam học riêng biệt.